chưa? Đây. Đây 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 nè con ý. Đây nè con ý. À, chủ sĩ của buổi hôm nay. À, nhà tài trợ chính. Đây. À, đây là sông lon nè, đó thấy chưa? Đó là ông heo. Còn đây. Đây nè đó. Đây là bé mày. Mày mày mày. Mày 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 mày. Mày mày mày. Đó, chụp hình mày nha. Cười lên. Mày cười lên nè. À. Mày cười lên, mày cười lên. Yeah. Đây. Đó. Đây là sân vườn nha. Trời mưa cho nên không có ra làm BBQ ở ngoài này được nè. Đó, cho nên là phải ăn trong nhà thôi. Còn đây là cái hồ bơi mini nè. Đó. Thôi chung ai uống tự do ấy. Đây là nhà bé. Ồ, ngào quá nè. Đây, nhà bếp lũng củng nè. Còn đây đó, chuẩn bị cho bữa nhậu tối nay nha. Đó, chuẩn bị vô, chuẩn bị đó nha. Oh yeah. Đó. Rồi vô đi, mời vô, mời vô, mời vô bàn rồi. Mời vô bàn đi, vô đi em, vô đi. Người nhà không à, cứ tự nhiên đi không sao đâu. Vô đi. Anh nhập vô nữa là thêm một thành viên. À. Vô đi anh. Vô đi. Vô đi, vô đi, cả nhà vô đi. Vô ghế đi Quy Đen. Quy. Vô bàn đi kìa. Vô bàn. Vô bàn ngồi đi. Quy Đen. Mày đứng đâu làm gì vậy? Chị Loan vô ngồi đi. Ngồi đầu này ha, ngồi đầu kia. Ngồi đầu kia đi. Ngồi đầu đẳng đi. Ngồi đầu đẳng đi. Để đây cho nó gần gần bếp cho tụi nó phục vụ. Rồi chưa? Rồi. Trời ơi. Chụp cái hình cái luôn. Đó. Chụp cái hình cái luôn. Rồi. Xong luôn. Đây. Cô ăn nè, đó. Đây là xào hải sản nè nha. Hải sản tôm mực nè. Này là mực chiên. Mực chiên giòn. Chiên giòn hay gì đó. Chả giòn. Đây chả giòn đây ở đây. Hai bên chưa có. Đây chả giòn. Chia chả giòn. Đây có chả giòn đó. Mày múa quá. Có chưa? Mày múa quá. Cứ lấy. Được chưa? Đó. Thì chưa xong rồi nha, kết thúc chương trình nè, đó xong.